Ngọc Lan xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Thì trong những video trước, Ngọc Lan đã báo giá cho quý vị và các bạn về những dòng máy chăn nuôi hiện đang được công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo sản xuất và phân phối trên thị trường. Lưu nướng gà vịt dùng than. Máy có model là Takeo TK180FI có giá là 5.300.000 đồng nhé. Với con máy này thì quý vị và các bạn có thể tham khảo, đây chính là bộ phận để có thể thêm than cũng như là quan sát được lò than ở bên trong của quý vị và các bạn nhé. Và máy được làm bằng 100% inox. Với con máy này thì quý vị và các bạn hoàn toàn có thể nướng trong một mẻ là nướng được từ 10 đến 12 con gà, hay thậm chí là nướng được lên đến là gần 20 con cá trong một mẻ này. Thêm vào đó là trên máy thì sẽ có trang bị và đó là hệ thống để giúp quý vị và các bạn có thể kiểm tra được nhiệt độ ở trong máy hiện tại là đang là bao nhiêu, để có thể ước lượng được là thực phẩm của mình đã chín hay chưa nhé. Và một mẻ thời gian chỉ cần từ 45 đến 60 phút là quý vị và các bạn hoàn toàn có thể an tâm là thực phẩm của mình đã chín rồi. Mùa trưa, ngồi đây uống với tôi vài ly. Say thì cứ say, yêu thì bỏ đi. Đôi khi ta gặp nhau để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Đôi chân mang lặng thinh, sao thích người không hề toàn tình. Đôi khi anh dừng lại, chẳng hiểu đang khóc, đang đau vì ai. Khóc vì đau, vì duyên mình đã xa. Cảm ơn anh Trương Gia Bình. Nhiều khi muốn một mình nhưng sợ cô.